Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Tống Chân thi triển ra hung kinh thao thiết, loại hung thú viễn cổ có thể thôn thực vạn vật, tưởng chừng dễ dàng đè bẹp Lâm Động, nhưng ai ngờ hắn lại có thôn phệ tổ phù hàng thật giá thật, nhanh chóng đảo ngược tình thế. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Đối diện với công kích bạo nộ đó của Tống Chân, Lâm Động chỉ cười lạnh, không hề có dấu hiệu tránh né, nguyên lực trong người cuộn trào, cánh tay rung lên, thiên ngạc cốt thương xuất hiện. Cây thương hiện ra không hề hoa lệ nhưng nguyên lực ngưng tụ trên đó lại mang một sức mạnh kinh người. Keng, cốt thương đâm mạnh lên cây chĩa ba, một âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên, kình phong cuồng bạo lập tức khuếch tán, không khí bị chấn động thành vô vàn những đường gợn sóng, mất đi lực thôn thực, uy lực vũ kỹ thao thiết tông của người yếu quá. Lâm Động cười lạnh, hắn cảm nhận được công kích lúc này của Tống Chân đã thiếu đi cái thần uy của lúc trước, tuy nhìn dường như vẫn rất mạnh mẽ nhưng đã không bằng trước đây. Mặt mày Tống Chân hung hăng, cánh tay vung cây chĩa ba lên, kình phong đáng sợ điên cuồng ập về phía Lâm Động, dường như Tống Chân có dấu hiệu phát cuồng, xem ra tổn thất lực thôn thực đã tạo nên một sự đả kích rất lớn đối với hắn. Thế nhưng, tuy công kích của hắn hùng mãnh nhưng vẫn bị Lâm Động chặn đứng được hết, thậm chí khi tấn công còn có. Hơi chút hỗn loạn, Tống Chân rối loạn rồi, Lam Anh nhìn cảnh đó, ánh mắt hơi nheo lại, khẽ nói, cường giả đối quyết, yếu tố tâm lý là vô cùng quan trọng. Thi triển công kích bừa bãi sẽ để lộ sơ hở, cuối cùng bị đối thủ đánh chết. Hiện giờ Tống Chân đang rơi vào tình thế này, thủ đoạn của Lâm Động thật quỷ dị, không ngờ lại phá giải được lực thôn thực của hung linh thao thiết. Vẻ mặt Thanh Phong đầy nặng nề nói, ánh lửa tóe ra theo từng đợt tấn công ác liệt. Lâm Động và Tống Chân rõ ràng đều đã nổi giận, ra tay cực nhanh chóng và hung tàn, chiêu nào cũng nhằm chỗ hiểm yếu của đối phương. Nếu chúng chắc chắn trọng thương, huỳnh, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, mặt đất hai người đứng đều vỡ ra thành những khe nứt khổng lồ. Cả hai đều bị chấn động bật lùi ra sau, xoẹt. Lâm Động lùi nhanh ra sau, ánh mắt đột ngột lạnh băng, nguyên lực hùng hồn cuộn trào rồi biến thành năm ngón tay khổng lồ, đại hoang nhân thiên thủ. Lâm Động hét lên, năm ngón tay khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ biến thành một bàn tay khổng lồ cổ xưa. Khi bàn tay ấy xuất hiện, hư không cũng hiện lên một hư ảnh khác. Đại hoang nhân thiên thủ đã gọi ra thành công, nhưng Lâm Động không hề dừng lại, chỉ thấy thanh quang tràn ra từ người hắn cuối cùng chui vào bàn tay khổng lồ kia. Thanh quang cuộn trào, bàn tay khổng lồ kia mọc ra từng tầng vảy rồng màu xanh, chớp mắt cả bàn tay đã được bọc hoàn toàn trong lớp vảy. Huỳnh, ánh mắt Lâm Động lạnh thấu xương, không chút chần chừ, bàn tay nắm lại, bàn tay khổng lồ đã được dung hợp thanh long khí lập tức xé tan không khí nhằm thẳng tới Tống Chân, rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển, nứt toác, những người đứng gần còn bị chấn động đến phụt máu, cuối cùng bị bắn ra sau. Nhìn bàn tay khổng lồ đầy vảy xanh đang lao tới, sắc mặt Tống Chân trở nên vô cùng nặng nề. Hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm rất rõ ràng từ trong cái bàn tay kia, thao thiết ma giáp, hắc quang đậm đặc tràn ra từ cơ thể Tống Chân, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại quanh người hắn hình thành nên một bộ giáp kỳ quái màu đen. Huỳnh. Ma giáp vừa hình thành thì bàn tay khổng lồ kia lao tới, rầm, một âm thanh khổng lồ vang lên, bộ giáp trên người hắn bùng phát hắc quang, thân hình bị chấn động bay ngược ra sau, hắc khí nhanh chóng ngưng tụ biến thành vô số những cái miệng đen xì hóa giải sức mạnh cực lớn kia. Ha ha, dù ta có mất lực thôn thực thì ngươi cũng không giết được ta đâu. Cùng với sự hóa giải của những cái miệng đen xì kia, khi Tống Chân còn cách mặt đất khoảng một trượng cuối cùng cũng đứng vững lại được, hắn ngẩng lên cười dữ dằn, vậy sao? Lâm Động nhếch mép, hai tay đập mạnh xuống đất, rầm, mặt đất bên dưới Tống Chân đột ngột tách ra, hắc quang trào dâng, cuối cùng biến thành một cái miệng khổng lồ màu đen sâu hun hút. Đây là, đồng tử của Tống Chân co lại nhìn cái miệng khổng lồ bên dưới mình. Thôn Thiên Chủy. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng, bàn tay nắm chặt một cái miệng khổng lồ gào thét, trước ánh mắt kinh hoàng của Tống Chân, hút hắn vào trong, tiếp theo đến lượt ngươi thử thôn thiên trụy của ta. Trong mắt Tống Chân lan đầy một màu đen u ám, bên tai hắn vang lên giọng nói lạnh lùng của Lâm Động. Cái miệng khổng lồ nổi lên từ dưới lòng đất, trước bao ánh mắt kinh hoàng, hút Tống Chân vào trong với tốc độ kinh người, thân thể Tống Chân dần biến mất, chỉ còn để lại một quầng hắc quang quỷ dị chuyển động trong không trung. Thôn thiên trụy, xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng. Rồi cuối cùng có người sực tỉnh kêu lên một tiếng thất thanh. Trước đó đã nhìn thấy Tống Chân thi triển ra loại vũ kỹ đó, nhưng bọn họ không thể ngờ Lâm Động cũng thi triển được chiêu đó. Sao có thể? Trong ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập sự chấn kinh. Vũ kỹ thuộc thao thiết tông sao Lâm Động lại có được? Rầm, cách đó không xa, một thân ảnh thảm hại bay ngược ra, cuối cùng đứng vững lại phía trước một tảng đá khổng lồ. Một luồng sức mạnh đáng sợ phát ra từ thân ảnh đó khiến tảng đá phía sau nổ tung tan tành thành từng mảnh. Một tiếng rên vang ra từ miệng hắn, rõ ràng đã thọ thương, chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao? Một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trên không trung, nhìn xuống nam tử kia, trên gương mặt tuấn mỹ là một nụ cười lạnh lùng,
kẻ có gương mặt tuấn mỹ kia đương nhiên là Tiểu Điêu. Còn kẻ thê thảm kia chính là Tống Khuyết, từ khi giao đấu, dường như Tiểu Điêu luôn chiếm ưu thế, thậm chí Tống Khuyết cũng không có ý nghĩ chiến thắng nữa mà chỉ muốn giữ chân Tiểu Điêu mà thôi. Hiện giờ hắn đã biết rõ ràng thực lực của Tiểu Điêu mạnh hơn hắn một bậc, cộng với sức mạnh quỷ dị, thủ đoạn hung hãn, đối thủ như vậy chỉ với mình hắn không thể kích bại được. Khi Tống Khuyết nghe thấy tiếng cười châm chọc của Tiểu Điêu, sắc mặt tím tái lại, nhưng hắn cũng chỉ đành nhẫn nhịn, đợi khi đại ca giải quyết tên tiểu tử kia, bọn chúng ta liên thủ, bất luận tên kia có quỷ dị thế nào cũng chắc chắn phải chết. Tống Khuyết quệt bó nơi khóe miệng, hung quang lấp lánh trong mắt, rồi nhanh chóng nhìn về phía Lâm Động. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng Tống Chân bị cái miệng khổng lồ hút vào thì gương mặt đông cứng lại, xem ra cái cọc cứu sinh cuối cùng của ngươi cũng không còn hy vọng gì nữa rồi. Tiểu Điêu cười châm chọc, chỉ dựa vào hắn cũng muốn đối phó với đại ca, nằm mơ. Tống Khuyết gầm lên, nhưng sự kinh hoàng trong mắt đã chứng minh hắn đang trột dạ. Nhưng Tiểu Điêu cũng không để tâm, hắn nhìn về phía đạo hắc quang, cũng cảm thấy khá kinh ngạc khi Lâm Động giải quyết được Tống Chân nhanh như vậy. Đồng thời ở nơi khác, ngay bọn huyết ảnh cũng nhận ra động tĩnh đó, sắc mặt bọn chúng đều tái đi rất nhiều, lợi hại thật. Ngược lại với bọn huyết ảnh, vẻ mà bọn người Liễu Bạch đầy hớn hở và kinh ngạc, một lúc sau mới khó khăn thốt lên được ba chữ. Lúc bắt đầu Lâm Động đã yếu thế triệt để, nhưng lúc này đã chiếm ưu thế hoàn toàn. Còn Tống Chân ban đầu rất uy phong nhưng giờ thì vô cùng thảm hại. Lâm Động coi như không biết đến những ánh mắt đầy kinh ngạc xung quanh, hắn nhìn chăm chăm vào quầng hắc quang trong không trung. Có lẽ người khác không biết nhưng hắn biết rất rõ, trong hắc quang không phải lực thôn thực mà là lực thôn vệ chân chính. Chỉ có điều để không để lộ thôn vệ tổ phù, hắn cố ý dùng cách tấn công như của lực thôn thực. Hơn nữa hai thứ sức mạnh này cũng khá tương đồng, mô phỏng lại cũng không quá khó khăn. Ầm ầm, trong sự chú ý của Lâm Động, hắc quang hút Tống Chân vào đột nhiên rung chuyển dữ dội, dường như có thứ gì đó đang điên cuồng dãy giụa trong đó. Lâm Động vẫn bình thản, không có hành động gì khác, tâm thần khẽ động, hắc quang chuyển động dữ dội hơn, lực thôn phệ trong nó cũng tỏa ra. Điên cuồng, rầm rầm rầm. Tống Chân bị hút vào trong rõ ràng đã có dấu hiệu phát điên, những đợt công kích đáng sợ không ngừng phát ra, mơ hồ còn nghe được tiếng gầm rú bạo nộ của hắn. Nghe thấy thế, sắc mặt không ít người đều thay đổi. Trong tiếng gầm ấy có cảm giác như ẩn chứa sự tuyệt vọng, thôn thiên chủy mà Lâm Động thi triển lẽ nào đáng sợ đến mức Tống Chân cũng không thể thoát được sao? Trên hắc quang không ngừng xuất hiện trường ấn. Tất cả đều có thể cảm nhận được trạng thái điên cuồng đến cực điểm của kẻ bên trong kia. Rầm, nhưng phải công nhận thực lực của Tống Chân đúng là rất mạnh, dù rơi vào hoàn cảnh đó nhưng cũng đã tạo được những đợt công kích mãnh liệt khiến hắc quang dày đặc nhưng không thể hóa giải xuất hiện vô số vết rạn nứt. Vết rạn không ngừng lan tỏa cuối cùng triệt để vỡ tung. Một đạo quang ảnh cũng bay ra nhanh như tia chớp, thở phì phò dừng lại trên không trung, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh thấu xương. Ra được rồi, thấy Tống Chân phá vỡ được hắc ảnh, xung quanh lập tức bùng nổ, còn bọn Tống Khuyết, huyết ảnh cũng thở phào như chút được cánh nặng, xoẹt. Không nói lời nào, Tống Chân lập tức xông tới, trường phong hung hãn nhằm thẳng tới Lâm Động, thế nhưng Lâm Động không hề có chút động tĩnh gì, chỉ từ từ ngẩng lên, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tống Chân xông tới, bàn tay nhấc lên nhẹ nhàng đón trường phong của Tống Chân. Bốp, một âm thanh vang lên. Nhưng sức mạnh kinh người mà mọi người nghĩ không hề xuất hiện, trường phong nhìn có vẻ hung mãnh của Tống Chân khi tiếp xúc với bàn tay của Lâm Động đã biến mất hoàn toàn, giờ trong người ngươi còn sức mạnh nữa không? Lâm Động ngẩng lên nhìn gương mặt dữ dằn ngay trước mặt mình. Sâu trong mắt đối phương, hắn có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi tràn lên như thủy triều. Lâm Động cười lạnh, sức mạnh đáng sợ bỗng bùng phát từ lòng bàn tay, rắc, tiếng xương gãy giòn tan. Chói tai vang lên giữa toàn trường, rắc, tiếng xương gãy vang lên. Ngay trong khoảnh khắc đó, gần như mọi sự huyên náo xung quanh đều biến mất, tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía phát ra âm thanh trên không trung. Ở trung tâm chiến trường, hai thân ảnh đang phiêu phủ ở nơi đó, Tống Chân ở trên không trung, cánh tay phải đưa ra, nhưng đã bị một tay Lâm Động tóm chặt lấy. Tiếng xương gãy đó truyền ra từ nơi ấy, hừ, thân ảnh Lâm Động bỗng nhiên khẽ rung lên, trên gương mặt hắn dần hiện lên nụ cười lạnh băng, sát ý ngập tràn. Hắn bước chân ra một bước, bàn tay cong lại như vuốt chim ưng tóm chặt lấy cánh tay Tống Chân, sau đó cánh tay hắn rung lên, tạo nên sức mạnh to lớn nhất bổng Tống Chân lên, rồi quăng một vòng, ném toàn thân Tống Chân bay thẳng về phía một tảng đá xanh. Rầm, tiếng va chạm trầm đục vang lên khiến ai cũng phải kinh hoàng. Tảng đá nhất thời nổ tung thành từng mảnh, phụt, lực xung kích đáng sợ tấn công thẳng vào trong cơ thể Tống Chân, mọi cơ quan trong cơ thể như bị đẩy lệch vị trí, một ngụm máu tươi nháy mắt phụt ra, thân thể hắn vừa rơi xuống, gương mặt lạnh lùng của Lâm Động đã bất ngờ xuất hiện, trong đôi mắt hắn ngập tràn một màu đen lạnh lẽo, u tối, đầy sát ý. Xoạt. Bàn tay tóm chặt cổ tay Tống Chân vẫn chưa buông ra, Lâm Động nhếch mép, rồi lại tiếp tục kéo hắn ra, quăng đập lên những tảng đá xung quanh.
rầm rầm rầm, những tảng đá khổng lồ không ngừng nổ tan tành. Thế nhưng Lâm Động vẫn tóm chặt lấy cánh tay Tống Chân, coi hắn như cái gậy đập không ngừng lên những tảng đá lớn. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.